trừ khi em phải xác định luôn là em chơi màu đỏ ít nhất 2 năm thì hãy nhuộm màu đỏ. Cái chất tóc này của em nó đen quá nên khi mình nhuộm cái màu mà nâu đỏ vào nó không ra được đỏ đâu. Nếu mà như thế thì em phải nhuộm 2 lần một phủ bóng. Thế như thế thì anh thấy nó lại không tốt cho tóc của em. Bởi vì em đã 5 năm rồi em chưa nhuộm tóc ấy, thì anh thấy là em rất là yêu mái tóc của mình. Trừ khi em phải xác định luôn là em chơi màu đỏ ít nhất 2 năm thì hãy nhuộm màu đỏ. Nếu không ấy, sau này em nhuộm màu khác, màu bất kỳ màu gì vào thì em nhuộm lên nó vẫn ra màu đỏ. Vì thứ hai tóc này của em nó rất là đen. Em nhuộm màu đỏ vào nó không ra màu đỏ đâu, nó chỉ ra màu kiểu như là hơi đồng đồng một chút thôi. Mà màu đồng ấy là cái màu mà nó chỉ chơi được đâu được khoảng tầm 10 ngày thì đẹp, còn chơi lâu dài thì nó xỉn ra. Nhưng anh lại muốn nhuộm em màu nào đấy cho nó trẻ hơn chút. Cái gương mặt của em nói thật là anh thấy là em để tóc dài cũng xinh mà để tóc lỡn cũng xinh. Độ dài thì anh sẽ cắt cho em từ tầm này được không? Hè này khó khăn thì toàn đứng ngồi để trông xe nắng lắm. Thế hôm nay thì qua đi làm tóc á? Dạ vâng ạ. Làm gì đấy? Nhuộm ạ. Nhuộm á? Dạ vâng. Anh tưởng trước em bảo em anh là em thích tóc đen mà. Nhưng mà thôi 2 năm rồi thay đổi luôn. Anh nhớ là đợt đấy em kiên định lắm trong cái việc là em chỉ để tóc đen thôi, không bao giờ nhuộm màu khác mà. Sau 2 năm mà nó đã có những thay đổi lớn như thế rồi. Ai rồi cũng sẽ khác không ạ? Thế thì hôm nay định nhuộm màu gì? Định màu nâu tây ạ. Nâu tây, nóng thế, thôi đi vào nhà ngồi cho mát đi. Con gái Quảng Ninh rất là xinh nhỉ. Em là sinh bao nhiêu? Em 2002 ạ. Bao nhiêu? 2002. Thế là hôm nay vẫn quyết định là nhuộm tóc đúng không? Vâng ạ. Nâu tây. Nhà anh có cái kiểu màu đấy, nhà anh pha tay ấy, nên là không tẩy đâu. Kiểu anh thấy đi em đi đâu mà make up mà nhẹ nhẹ một chút, cái đấy tôn da lắm. Cái đấy chụp ảnh siêu sống ảo luôn đấy. Thế anh nhuộm nhá. Vâng ạ. Bình thường anh cứ tháo khẩu trang ra là mọi người sẽ bảo là ui siêu phẩm. Nó kiểu rất là xinh, người ta mới gọi tháo khẩu trang. Thì anh bỏ thử ra để anh xem tư vấn mặt cho em nhé. Em xinh như một thiên thần. Như một thiên thần. Đấy, không bao giờ làm anh em thất vọng. Anh đang hơi tò mò cái chỗ là một người kiểu như là ảnh hưởng công chúng ấy mà đi cắt tóc ngắn thì có suy nghĩ như thế nào? Sự thì em thấy nó cũng không có cái gì quá là to tát ạ. Và em thì bản thân em là em thích để tóc dài. Thế nhưng mà là cái ý định mà đi hiến tóc ấy thì là em nung nấu là từ lâu rồi. Với cả em muốn cắt xong thì em muốn duỗi nhẹ ra ấy. Duỗi nhẹ ôm tự nhiên đúng không? Kiểu mấy tỷ tỷ Hàn Quốc à? Thế thì sao nếu mà thích như thế sao không phải ngắn hẳn thế này đi cho nó đẹp hơn không? Ngắn hẳn nhưng mà em lại không thích tóc ngắn. Em vẫn thích tóc dài. Em vẫn muốn nuôi ạ. Khó nhỉ? Em ơi, chị lại muốn kiểu tỷ tỷ Trung Quốc ấy. Nhưng mà vấn đề ở đây là chị lại muốn để dài thì em có thấy hợp lý không? Đây thì tầm này được không? Tỷ tỷ Trung Quốc kiểu bằng đấy. Ừ đúng rồi. Được anh ạ, tầm này ok. Tầm đấy thì thôi. Được ạ. Thôi xong rồi. Ở đây tí tự nhiên hôm trước anh thấy clip của em, đợt này thấy nổi tiếng lắm nhỉ? Nổi tiếng thế mà lại không qua bên nào làm tóc. Qua em mời làm mẫu à? Nếu mà tóc tai các thứ em rất là khó tính. Nên em cũng phải nghiên cứu xem là mình phù hợp với bên nào uy tín mình mới làm. Trước đây là tóc em đã nhuộm gì chưa? Tầm 2-3 năm trước là em có nhuộm kiểu tẩy à? Tẩy trắng ấy. Thích chơi một đấy à? Có nghĩa là chưa thử bao giờ cho nên phải trải nghiệm thôi. Từ lúc đấy đến giờ là em không dám. Sau đấy em nhuộm đen đúng không? Vâng. Bởi vì anh thấy phần đuôi này của em nó bị tối hơn này. Anh nghĩ tóc này của em nên tráng lại màu thôi, em đừng nhuộm nữa. Thứ nhất không nên nhuộm màu sáng. Và thứ hai là vì cái tóc này của em ấy là cái tóc em nó đang có tóc bạc. Cho nên anh muốn là nhuộm cái màu nào nó trầm xuống để cho nó đều hết cái màu lên. Dưỡng cho nó khỏe tóc đi, thì bao giờ dài thì em đi hiến tóc sau. Vâng, ok anh. Vâng ạ. Ok, thì anh làm nhé. Vâng, ok. Em sinh năm bao nhiêu? Em 2003 là năm nay 19 tuổi á? 20. À 20. Tuổi đôi mươi đó. À. Thế thì em đang làm công việc gì? Em đi làm báo ảnh. Bảo sao trông xinh thế. Nhưng mà anh hỏi chút là sao con gái trong Sài Gòn nói chuyện kiểu cái giọng trong đấy hay là như nào mà anh thấy rất là dễ nghe nhỉ? Em cũng biết nữa. Anh thấy kiểu giọng trong đấy rất là đáng yêu ấy. Hôm nay là em đến đây là em muốn làm gì? Muốn nhuộm á anh. Nhuộm em... cái màu nâu tay tí. Em thích sáng nhiều không? Sáng nhiều á nhưng mà tóc em hư á, tạo lớn được. Bởi vì gương mặt em rất là tây ấy, nên anh cũng muốn là nhuộm xem màu này nó sáng nhưng mà mức độ hư tổn tóc nó bằng không. Tay vì việc tẩy thì anh sẽ
nâng tông thôi, anh sẽ rửa lại qua một chút. Thế còn cái phần tóc mái này thì em muốn cắt kiểu gì không? Anh cắt cho em cái máy bay nó dày hơn nữa. Để chia cái chén giò lại. Chán gì? Chén giò á, nó giò ra đó. Nó vù ra á. Rồi, anh hiểu rồi. Ok, cắt cái mái che chắn râu, à chắn chắn khô. Cho nó dày dày tí. Thích dày hơn đúng không? Dạ. Rồi ok, con mong muốn gì nữa không? Ừ. Thế thôi, cắt nhá. Em thấy màu này như nào, đính màu em thích chưa? Dạ. Sáng già. Hả? Sáng già. Tôn da. Không, ở ngoài này nó tôn, không nó sáng. Rồi, của em xong rồi đấy, cảm ơn nhá. Dạ. Cái tóc này của em là trước đây đã từng gội đen rồi đúng không? Dạ. Hay là nhuộm đen? Gội đen ạ. Và hôm nay mong muốn của em nhuộm là em mong muốn màu gì? Màu bạch kim ạ. Bạch kim thì không thể lên bạch kim được đâu. Của em nó cần phải nguyên bản. Chưa từng nhuộm đen, anh sẽ tẩy 3 lần, 2 lần nó sẽ lên cái màu trắng như này để anh phủ màu cam vào nó rất đẹp. Nhưng mà cái tóc của em bây giờ em đã từng nhuộm màu đen rồi thì giống như cái việc là cái tường này anh đã đi sơn màu đen vào tường. Sau đấy bắt đầu là anh mới lại đi sơn lại màu trắng thì em có nghĩ một điều là từ màu đen sơn phát màu trắng vào nó có ra được màu hay không? Nó sẽ không nhá. Thì em cảm thấy như thế nào? Quyết định tẩy. Vẫn quyết định tẩy. Thì tẩy nhá, thì nó sẽ ra màu như thế. Thì sau đấy xem là cái nền này của em có thể nhuộm màu gì vào được không. Nhưng mà vấn đề là làm gì thì làm, vẫn phải ưu tiên cái việc là tóc nó khỏe trước đã. Tóc khỏe là tóc đẹp, mà nhiều khi em vuốt tóc này em thấy xương nó mềm đúng không? Vâng. Nhưng tẩy tóc xong mà sờ ấn đoạn này ráp ráp thì thôi. Đẹp là mỗi lên hình gì anh nghĩ là không cần thiết. Dạ. Nó không được đẹp lắm đâu. Thì anh nghĩ tóc em không nên tẩy. Em nên cắt tạo kiểu và làm form cho đẹp hơn. Chứ nếu tẩy thì nó thật là anh hơi tiếc tóc của em đấy. Thôi để sau này cho nó phai bớt màu tẩy sau nhá. Vâng ạ. Nhìn bạn này quen quen nhỉ? Như kiểu anh gặp em ở đâu rồi đúng không? Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đây anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Anh ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương. Lòng nhớ tới anh luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Kiểu hay thế. Anh nhớ em. Hình như là anh có nghe cái bài này ở xuyên xu hướng. Thế là em hát à? Dạ, là em. Ủa, hôm nay mình làm tóc cho người nổi tiếng à? Thế hôm nay làm gì đây? Cháy một tí em muốn tẩy được không anh? Tẩy á? Vâng. Sao lại thích tẩy? Thế em muốn thay đổi. Anh tư vấn cho nhé. Dạ. Thật ra với gương mặt em mà anh mà tẩy tóc cho em chắc là anh sẽ bị rất nhiều người tẩy chay. Bởi thật sự gương mặt như này tẩy tóc thì quá khí. Lúc nãy mà em cất cái tiếng hát lên ý, là anh biết là anh phải làm gì cho em tẩy tóc vậy. Anh mà tẩy tóc cho em thì nó đang không giống cái hình mẫu của em rồi. Nhưng mà em thích muốn thay đổi, em muốn phá cách một xíu. Không, nó không hợp đâu, thật sự đấy. Vì phong cách của em thì anh thấy là không nên tẩy tóc. Bởi vì em nhìn kỹ vào gương mặt của em đi. Gương mặt này nó chả liên quan từ tẩy tóc cả. Nó không phù hợp. Anh thấy là cái phù hợp của em thiên về nhẹ nhàng, rất rất là đẹp. Thậm chí là những kiểu em cả ngay cái việc em hát ấy, dòng nhạc mà bốc lửa lên nó không hay bằng cái dòng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng rồi. Cho nên màu tóc cũng thế. Yeah. Anh biết là có thể em thích trải nghiệm nhá, nhưng mà về lâu về dài thì vẫn phải làm những gì mà nó phù hợp với mình thôi. Còn tóc này của em bây giờ ấy thì anh thấy là nó cũng đang màu nó tương đối là đẹp rồi. Xử lại cái chân. Xong cái đuôi tóc này anh thấy nó khô ấy thì anh sẽ làm gì để là anh tráng dưỡng cho nó. Thì em không đừng làm xoăn nữa. Có nghĩa là làm xoăn thì mình làm nhiều rồi. Lần này mình thay đổi mình để cho nó mướt mướt thẳng thẳng.